cái cô mà mặc váy đỏ đỏ kia cô bác, hình như là mẹ của các em sao ấy. Tôi thấy là có xuất hiện ở đây này cô bác. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Lực đang ghi hình ở một khung cảnh mà có lẽ là nếu mà một số cô bác theo dõi ký thì đã biết là hiện tại cháu Lực đang đi vào và hoàn cảnh nào rồi cô bác. Cũng khá là lâu rồi cháu Lực chưa lên nhà của hai em Hải Sử mồ côi, và đến hôm nay thì cháu Lực đã lấy được si vào nhà hai anh em Hải Sử rồi. Ở những video trước thì các bác theo dõi thì các bác cũng đã biết được rằng là hiện tại cháu Lực còn đang nợ chương trình của Bán Phạm thêm là một cái chương trình nữa. Thì hôm nay cháu Lực lên để hoàn thiện nốt cho hai anh em Hải Sử và trả cái chương trình cuối cho hai anh em Hải Sử của bác nhá. Hôm trước thì Bán Phạm có gửi cho Lực là một cái khoản tiền để làm mái hiên đúng không bác? Thì cháu Lực đã làm mái hiên xong hết rồi. Đấy, bây giờ thì còn dư ra là 1.700.000 nữa. Thì cháu Lực tiếp tục là lấy xi vào để mà láng cái phần sân cho hai anh em Hải Sử để cho nó bằng và không bị nước nó chảy ngược lại một chút cô bác nhá. Nhà hai anh em Hải Sử thì phải nói là rất là có duyên với lại các bác, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Và là cháu Lực đã nhận được những khoản hỗ trợ tấm lòng vàng của các bác để giúp đỡ cho hai anh em Hải Sử có một cái ngôi nhà khang trang. Mà phải nói là ở đây thì cháu Lực lên trên này thì nghe rất là nhiều người nói với cháu Lực rằng là bây giờ hai anh em Hải Sử là đại gia ở trong làng rồi. Thì có thể là sau cái video này thì cháu Lực sẽ lâu nữa cháu Lực mới lên để mà xem cái cuộc sống cũng như là khi mà được các bác giúp đỡ như thế thì cuộc sống của hai em sau này sẽ thay đổi như thế nào. Đấy, ở dưới này thì có một cái rừng măng nứa thì rất là quen thuộc với cô bác rồi. Năm nay thì có vẻ như là măng này có ít hơn cô bác, thành ra là Hải Sử không đi thu hoạch được mấy. Thanh niên này đi đâu đây? À? Đi bán chim à? Thế có được không? Không. À, anh Hải có ở nhà không? Có. Có à? Thế đi, thế bây giờ là đi tiếp tục bán chim à hay là đi đâu? Đi bán chim à. À, đi bán chim à? Vâng. Thế lấy cái gì đi bán? Lấy cái súng. À, thế lấy cái súng, cao su này đi bán á? Vâng. Thế một ngày bán được bao con? Không biết. Không biết á? Vâng. Thế đã bán được ngày nào chưa? Có ngày nào bán được chim con nào chưa? Có. Có à? Vâng. À, anh Hải đang ở dưới nhà à? Vâng. Anh Sử có ở không? Không biết ạ. Không biết à? Ừ. À, bạn nhỏ này là bạn là ở với ông cô bác ạ. Thế ông có ở nhà không? Có. Có à? Ông đang làm gì? Ông đang ở nhà. Ông đang ở nhà. Thế đang ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Thế đi đi nhá. Ừ. Cái mùa này mà đi đâu cô bác này, nếu mà không có đeo ủng này hay là không có đeo ủng ấy thì rất là bị những cái như kiểu là cái gốc cây này cô bác này nó bị phân hủy lá đấy, thành ra nó có một cái con như kiểu con gì đấy, nó biết như kiểu thuộc dạng như kiểu nước ăn chân đấy. Cái nhà của Sử thì mái hiên mái hiếc thì tất cả mọi cái thì cũng đã đều làm xong hết mọi cái rồi cô bác ạ. Thời gian này thì mưa, thành ra là công việc của nhà hai ông cháu thì cháu Lực lại phải là tạm dừng lại thêm là một thời gian nữa rồi cô bác. Ôi anh Hiển đấy, anh lấy được xe tận xuống đây á? Anh Hiển. Vâng. Mấy hôm nay mưa to quá, thành ra là cái cung đường mà hầu như là đi vào chỗ nào cũng tạo thành một cái khe, một cái rãnh rất là lớn cô bác ạ. Và đến cái mùa này thì cái mạch nước này lại chảy rồi cô bác này. Bây giờ thì là đến mùa có nước rồi đấy. Thấy là chảy rất là nhiều. Đến mùa này thì ở trên này nhà các em là tha hồ rồi. Các đây liệu có đủ không anh Hiển ơi? Không đủ á?
Ôi dồi ôi, đây này cô bác này, nước ấy, đến cái mùa này phải nói là nước của nhà anh em Hải Sử thì rất là dồi dào. Mạch nước kia thì chảy khá là lớn. Còn cái mạch này thì thời gian vừa rồi ấy, thì khi mà đến cái mùa mà không có nước các bác thì nó cũng không có ngừng chảy gì cả. Có lẽ là nước này nó sẽ có quanh năm rồi đấy. Đấy, hôm nọ thì là gửi tặng cho các em là một con chó này thì vẫn còn rất là khỏe mạnh các bác ạ. Dọn hết chỗ đấy đi Hải. Anh Sử đâu rồi? Đi xuống xá rồi à? Mấy anh vừa gặp ở xá anh bảo là về đi mà chưa lấy về à? Đây cầm nước để ra kia một tí này. À đây anh để cho, cứ dọn đi. Đấy, này. Đấy, lạnh ấy nhở? Thế nhá. Quần áo hôm nọ anh bảo là đi lấy cái cây tre về để mà làm cái rào là chưa làm à? Chưa làm đâu ạ. Ấy dọn hết quần áo để đi ra bên ngoài đó. Thật ra tí nó lại rơi đi xuống dưới. Không biết là cái cắt này thì liệu là sẽ đủ cho các bác ạ. Ở đây thì sẽ làm cho nó cao hơn một chút các bác. Thời gian vừa rồi thì có vẻ như là làm thấp quá, thành ra là nước nó chảy từ bên kia sang. Xe của Sử thì ở đây mà. Vừa nãy đi cùng Vân hay sao ấy? Không biết rồi. Gặp ở dưới kia bảo là về đi. Họ về phụ các bác với lại anh để làm một chút. Mặc dù là thuê các bác rồi nhưng mà mình giúp các bác được chút nào thì giúp. Ra này thải đi hết rồi à? Thải đi hết rồi. Thế là không có một con nào ở đây rồi. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ăn cơm chưa? Chưa đâu. Chưa đâu ăn cơm à? Chưa ăn cơm à? Chưa đâu. Hay là đi hay là Hải ăn cơm nè, nhưng chưa ăn cơm ấy, có đói chưa? Chưa đâu. Chưa đói á? Nếu mà đói thì đi ăn cơm thôi nhá. Chưa đâu. Nhà cửa thì có vẻ như là vào trong nhà thì gọn gàng, khá là gọn gàng rồi. Xe này như kiểu bánh nó bị thủng rồi anh Hiền ạ. Một tí láng trên này nó cao hơn một tí được anh ạ. Láng nó bằng đi. Vâng. Thế Hải là vừa phụ các anh với lại bác lấy cát à? Vâng. Cái này một tí cho thêm sỏi vào chứ anh. Các kia đầy sỏi rồi à? À đây Hải ơi, ra đây ra kia dọn đi, dọn mấy cái kia ra đi. Vâng. Cái này để hết sang bên kia đã. Đây, nhấc để hết sang bên kia đã. Nhấc được không? Được à? Có đi được không? Nếu không được thì để bên kia. Được không? Lọt không? Được. Lọt à? Ôi cái này đứt rồi, Hải. Đứt rồi. Cất đi, tí bảo anh sửa đấu lại. Quần này rồi, chân cao chân thấp đấy Hải. Hay dọn cả những cái sọt này này, còn cái nào nặng quá thì một tí để cho bác có để anh đẩy đây, để cái này này Hải ơi.
Còn cái này là nhớt này, cái này là hạt nào của dưa chuột à? Vâng. Hết ra đầu nhà bên kia đó. Đây, để cất ra bên này đã, xong là một tí nữa lúc nào mà khô thì dọn đi vào sau. Đấy, hôm nay thì có bố của cháu Lực với lại thêm là một anh ở gần nhà cháu Lực nữa nên làm cái công việc mà láng sân này của bác ạ. Đấy, ở nhà thì là bố cháu Lực cũng tự làm mọi công việc một cái thôi, cho nên là về cái làm cái công việc này thì là cũng biết làm. Đấy, còn là anh của cháu Lực thì làm giỏi hơn. Xí này thì có chết không? Bây giờ xem nào, xem đã bị chết chưa? Chết chưa? Ôi ôi, hỏng xi rồi. Xem nào. Không chịu để vào trong em tít rồi. Vừa rồi không biết là bị cái nào quẹt đây. Vừa rồi từ điểm trường cái vào thì phải nói là cung đường đi khá là khó các bác ạ. Em Hải thì rất là ngoan, ở nhà là làm rất là nhiều công việc mỗi cái. Năm nay thì lên lớp 9 rồi, mong rằng là sang năm sau thì em có thể là chạm tới cái ngôi trường cấp 3 của em. Bây giờ thì chỉ có việc gọi là học thì mới thay đổi cái cuộc sống cũng như là số phận của các em thôi. Chứ còn ở trên nhà này mà làm ruộng mái thì thật sự ra làm ruộng là thứ nhất là cũng chỉ đủ ăn thôi. Xuống cái gom lại cắt đi xong à, để cho các bác đẩy lên, chỗ bác với anh đẩy lên. Cái xe rùa này có vẻ một bên chân nó bị gáy rồi anh Hiển ạ. Gọi là bây giờ tận dụng lại thôi các bác ạ. Bây giờ đi mượn thì người ta cũng không có cho. Lợn của nhà Hải đi, như thế nào đây Hải? Cố khỏe. Có vẻ chuồng thì hơi bẩn một chút của bác nhé. Mấy hôm nay thì các em chưa có dọn dẹp được đấy, nhưng mà lợn thì phải nói là rất là to của bác ạ này. Con này thì trước là mua lên mới có 21 cân bao nhiêu ấy, cháu đừng nhớ không lầm, bây giờ ít nhất là phải tầm độ là ba mấy cân. Cái cắt thì có vẻ như là làm xong cái phần mái hiên này các bác thì cũng hết cát rồi. Em lấy cuốc gom đi Hải, lấy cuốc gom nó lại. Đấy, may mà trước còn dùng cái tấm bạt để mà giải dưới đấy, chứ không là bây giờ cát này không có dùng được cô bác ạ. Trên nhà Hải thì hiện tại là cái công việc để mà cấy ruộng này kia thì cũng đã xong hết rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì có lẽ là cháu Lực cũng sẽ phải là phụ giúp bố với lại thêm là anh của cháu Lực là làm một chút nữa cô bác. Đấy, còn gọi là ở đây thì làm thì thật sự ra cháu Lực cũng giả công bố với lại anh thêm là một chút nữa các bác đấy, nhưng mà công thì nó sẽ rẻ hơn mấy anh em thợ. Đấy, còn nếu mà để mà thợ người ta lên làm ấy thì người ta sẽ lấy cao hơn, người ta mới lên, vì chỉ có làm mà chỉ có làm mà một chút thôi, cũng chẳng có làm nhiều. Chó này mưa nó mưa là phải xích nó vào Hải ạ.
Đấy. Nó vào trong nó ở một góc nào đấy nó không bị dính mưa. À Hải lấy nước này đi một chai đi cho ông đi. Nước ngọt đây. Nước trà xanh nha. Cũng lâu lắm rồi là chưa có xuống gặp ông đúng không á? Cho Lực sẽ cùng em Hải là bây giờ đi xuống thăm ông một chút. Còn mấy xe rùa anh Hiển? Còn một xe nữa à? Ngoài tầm này thì nếu mà để đủ để mà láng đúng không á? Thì là cũng rất là thoải mái rồi. Xi thì là cho Lực lấy lên là ở đây là có đang có 6 bao, kia là 1 bao là 7 bao. Còn hôm qua xử trở về, hôm kia xử trở về là để ở nhà nào 2 bao. Hôm qua xử trở về để đâu 2 bao Hải? Hôm qua 2 bao kia. Còn 2 bao ấy xử bảo trở đâu, để đâu? Không biết ạ. À. Không biết ạ? À? Dạ. Thế thì chắc là hôm nay chỉ dùng đến được tầm độ là 5 bao thôi, còn dư còn lại thì xử muốn tự láng nào thì cho em ấy tự láng. Cát thì là hiện tại là bây giờ cũng ở đây cũng còn là một ít thôi cô bác ạ, cũng không còn nhiều nữa. Nguồn nước này thì chảy như kiểu là một con suối này, to quá rồi. Ôi hôm nọ anh bảo là cắt này để mà làm cái hàng rào mà, sao lại cắt ngắn đi? Ông cắt ạ. Hả? Ông cắt. Ông cắt á? Vâng. Sao không bảo ông cắt cho nó cao cao tầm người một tí? Không biết đâu. Thì nó mới thành một hàng rào chứ. Em bảo ông bảo là canh thì là nên để cho ăn. Ồ. Thì em không biết nói anh tí nào. Hả? Thì em nói không nên nói là. Nó to lên tí anh mới nghe thấy. Ông cắt thì em không dám nói á. Em bảo ông thế thì ông bảo là ta như thế mới được cho ăn. Ờ. Hồi vừa rồi thì hưởng nắng lên một chút cô bác, nhưng bây giờ thì lại sương mù rất là nhiều này, dày quá. Thì cũng lâu lắm rồi là chưa xuống gặp ông rồi. Hiện tại thì là ông với lại ông thì là ở riêng rồi cô bác, không có ở với lại là hai anh em Hải Sứ nữa. Bà này đi đâu đây? Đi đâu đây bà? Hả? Giờ mới để. Giờ đó cậu nhé. Giờ mới châu bà ấy đó cậu nhé. Rồi. Dừng chim đi. Đây, thử đi xuống xem. Thế bà bảo hỏi là ông đi đâu đúng không? Hả? Dạ. Nói hài. Ông ấy chủ dân đây. Ông ấy chủ dân à? Ừ. Muốn ăn nó? Bà hỏi là ông đâu? Ba này ở đâu ấy? Hải. Không biết ạ. Không biết ạ. Dạy muốn chơi à? Tất liệu? Chẹp tất liệu? Chẹp tất liệu? Chắc là đi xem ruộng xem chắc. Xem trâu đúng không nhỉ? Đi xuống ghế này xem nào. Cái kia. Công việc làm sân thì hiện tại là bố cháu Lực với lại thêm là anh đấy các bác thì là vẫn là đang làm. Hải là đi xuống cái này để mà cháu Lực vừa rủ xuống để thăm ông cũng như là xuống đây để lấy cỏ ở trâu luôn. Ngô thì có vẻ như là già hết rồi nhà Hải nhờ. Vâng. Sao được thu hoạch cái ngô này là ngô của ông thôi. Ông không đi chân trâu thì không biết là đi đâu. Sáng nay em về thấy ông đi xem ruộng. À là xem đi à sáng nay đi xem ruộng rồi à? Vâng, không biết là bây giờ đi đâu. Ta thường muốn đặt tiền mà. Ừ. Gì cứ. Ui, phân trâu nhiều quá nhỉ. Nhìn trông ghê quá. Ui, sương mù nhiều quá hay là ông đi nhà nào uống rượu rồi đấy.
Ông thì là còn biết là uống tí rượu của bác ạ. Xem là ông có dưới này không. Ồ, bây giờ có gió to quá. Không thấy ông thì để nhà cho ông. Xong một tí ông về ông không uống. Lên trên này là lạnh lạnh đấy Hải nhờ. Không khí ở trên nhà của các em thì phải nói là rất là dễ chịu các bác ạ. Bà này ra tìm ông à? Thu văn nằm na nào bố càng nào nổ? Thu văn nằm na nào bố càng nổ? Ừ. Nhà ông cũng có chó này Hải. Thế để nhà cho ông đi Hải ơi. Nhà ông thì cũng có chó bé bé tí này. Có hai con. Có hai con á? Ông ngủ ấy. Ông không ngủ đâu. Hả? Không ngủ đâu à? À ông ấy không ngủ, không biết là ông đi đâu cơ. Vậy bây giờ thì không thấy ông ấy thì là ôi ôi, ông ấy, cái này là dưa, đây là giống của dưa à? Vâng. Giống dưa à? Vâng. À, cái này thì là để làm sang năm sau, vụ mùa năm sau quá ạ. Thôi bây giờ không gặp ông thì anh em mình lên trên phụ bác với lại anh đi nhỉ. Ông xin phải tới gặp chú nào. Bà nhà bà này tận đâu ấy? Ủa nước bây giờ nhiều quá, tràn hết ra cả tách là còn phải xả xuống đây này các bác này. Cứ đến ngày nào mà đến ngày mưa như này ấy, mưa được tầm 4-5 hôm như này là nước có nhiều quá. Sửa thì không biết đã về chưa, sửa ấy. Vậy bây giờ thì sẽ mượn tạm cái máy cày để mà trộn cho nó nhanh hơn các bác ạ. Với lại máy cày trộn thì nó hiệu quả hơn. Để được 4 bao rồi anh. 4 bao thì là chủ yếu. Anh để thêm cái bao ấy trước đi anh. Bố bỏ cái bao kia vào đi bố, bỏ cái bao kia vào trước đi, cái bao kia nó sâu hơn, trước hơn đấy. Hải ra cái hộ anh cầm đi, cái hộ anh cầm đi. Bao này có vẻ như là sắp chết rồi đấy. Để được mấy ngày rồi mà, gần tuần rồi đấy. Mưa suốt.
phải may là có cái máy cày này để mà trộn thì nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Với lại dùng máy cày trộn thì nó sẽ đều tay hơn. Đấy, một tí làm xong thì sẽ rửa này kia. Hải ơi, em lấy cái gì về hứng nước đi? Lấy cái thùng này, lấy cái thùng để hứng nước đi. Đặt cái gì về xong là tí mình có nước để mà lấy đi. Còn sỏi này thì là không cho vào nữa cô bác ạ. Sỏi này thì là ở bên kia thì đã có nhiều rồi. Cái này thì để cho nó mịn thì sẽ không có để sỏi nữa. Lấy cái thùng này Hải ơi. Em lấy cái thùng to kìa, tí mới được nước nhiều, tại vì mình lấy nhiều ấy. Cái này không rửa đâu mà Hải, cái này không rửa đâu. Lấy cái thùng to kìa. Lấy thùng to kìa đặt đây. Xem đặt được không? Chưa cho lợn ăn à? Cho rồi à? Đổ nước đi, đổ đi xong nó mới nhẹ. Đổ đi, đấy. Được không? Vừa không? Không vừa à? Đổ hẳn lên đây thôi. Bỏ sang bên đây thôi. Đấy, vừa rồi, bỏ hẳn sang nữa. Bỏ ra nữa. Đấy. Đấy. Lấy cái cục đá dưới kia ra. Đấy, như thế là được rồi. Bây giờ em bịt lại chỗ kia một tí cho nó nước nó về nhiều hơn. Cái nước này thì một tí sẽ để lấy trộn với lại xì các bác. Có vẻ như là cái nguồn nước này phải nói là nhà nào mà có làm nhà ở gần cái nguồn nước của bác thì sẽ rất là tiện. Mai về thì bảo anh Sử là phát xung quanh nhà này một tí nhá. Phát cho nó sạch sạch hơn một tí này. Ôi, đúa kia thì có nhiều đấy nhỉ, đúa kia. Anh thử đi lên xe một chút nào. Lên ba lèo. Lấy năm á. Lô này lòng một tờ gái lòng gái rồi. Nhà chú lấy xe máy đi xuống dưới không? Chắc là đi đường này đó mà nhà chú nhở. Đường này. Phải đào cái ránh. Tôi được nhìn thấy ở bên kia là ôi lúa bán Phạm gửi cho thì có rất là nhiều các bác ạ. Đi vào gần một tí cho các bác cùng xem. Đấy, cũng như là cho bán Phạm biết về cái giống dâu mà bán Phạm gửi cho thì có phát triển không. Ôi đây này, có nhiều quá các bác ạ. Có cả mướp nữa các bác. Trước thì bà có gửi cả mướp nữa này. Củ mướp này. Mướp thì có vẻ như là có ai ở đây cũng có thêm một quả nữa này. Đây cũng có thêm một quả nữa các bác. Quả này thì còn nhỏ quá. Còn cây mận của các em thì phát triển rất là tốt các bác này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì có vẻ như là hôm nào lên thì bảo Sử phải phát lại một chút. Đây là cắt cỏ thôi. Cây hôm nọ thì Sử bảo là có mấy quả thôi. Thấy nước đổ được chưa anh? Chưa. Hứng rồi, đang hứng rồi. Có thể là trong cái quá trình mà đang làm thì xi vệ cắt nó sẽ văng ra phần mái hiên một chút các bác nhá. Đấy, nhưng mà khi mà làm xong ấy thì sẽ dọn dẹp lại sạch sẽ hết. Trong quá trình mà đang làm ấy thì không thể gìn giữ được nhiều quả các bác ạ. Giờ lấy nước đổ vào đấy anh à.
Chỗ này chắc phải tầm độ 20 xô nước mà anh? Nhiều hơn. Nhiều hơn à? Ôi, đồ nhẹ nhàng thôi Hải, tí nó bắn lên trên mái hiên, tí nó bắn lên trên hiên nhà hết rồi. Với các em thì còn phải là nói dặn dò các em rất là nhiều thì các em mới gọn gàng được. Hải lấy cái chậu đi, lấy cái xô cho anh này. Hải lấy cái chậu đi. Trong nhà là hết chậu đúng không? Này là không có ống nước nào anh nhỉ? Nhưng có ống nước nào thì bác được ấy. Hải đằng sau đây còn có ống nước nào không Hải? Đằng sau đây còn có cái ống nào không? Ống nhựa nào không? Không có. Hiền thôi mà, xong rồi múc đấy ạ. Sắp được chưa anh? Nắm tôi lấy bớt xui lên chứ.
Hết nước rồi hả nhờ? Chắc được anh nhờ? Ôi, bên này có vẻ tí vỡ đấy. Bây giờ thì sẽ đợi thời gian nữa để cho nước nó ngấm vào đã. Hôm nay em mua nước lên uống nước thì uống đây nhá. Cái máy cày phải công nhận là nó cú nhanh anh nhở máy cày ơi. Tôi đi làm một cái trận ruộng về là cảm giác như là nó cú hơn. Hôm máy này vừa anh chỉnh sửa cho đấy. Trước kia em nó dùng là nó chưa biết chưa cách thức lắm. Chưa biết chỉnh à? Ừ. Nhưng mà cái này là chỉnh là mình chỉnh cái gì anh? Anh chỉnh ga côn rồi là cái con dao đằng sau này vừa anh chỉnh để kem nó làm sao nó tiện kiểu xử thì nó lần đầu mới dùng nên thành ra là khi mà cái nhà sản xuất cho như thế nào thì là cũng chỉ biết dùng như thế thôi, thành ra là cũng không có biết chỉnh để mà có ga đều hay là như nào cả. Vậy bây giờ thì sương mù khá là nhiều, khá là dày đặc này cô bác này. Thời tiết là mấy hôm nay là phải nói là cực kỳ là không ủng hộ một chút nào. Cháu Lực cũng mong là thời tiết sớm sớm ngày nắng lên để cho cái công việc ở dưới nhà hai ông cháu để mà thực hiện nhanh nhất có thể. Đấy, để mấy nữa vào đến cái mùa vụ mà mưa nhiều ấy, còn có chỗ để mà còn tránh mưa. Sắp làm xong cái này rồi, Sử còn chưa thấy về đấy Sử ơi. Hải đeo ủng vào nhá. Rồi đeo ủng vào mấy kia ra kia cào được. Rồi. Vừa rồi thì cũng đã trộn xong hết rồi các bác này. Đây, rất là mong là cái phần hiên này các bác này nó sẽ bị dính một chút nước xi các bác nhá. Để một tí làm xong thì sẽ dọn dẹp lại. Rồi, bây giờ làm cái phần này xong thì gọi là nước thì không có để mà chảy được đi vào trong này một tí nào nữa các bác. Như đợt trước mà cháu được vừa mới làm ấy, thì là nghĩ là cái phần đất này của bác này nó là đất mượn cho nên là làm nó cao hơn một chút để nước nó không có bị chảy đi xuống dưới, không bị chảy đi xuống cái này này, thì sợ là chảy đi xuống cái này là nó bị sạt đấy. Hôm nay thì không có để đá này một chút nào các bác ạ. Để đá này thì sợ rằng là một tí nữa không có làm để cho nó mịn đấy các bác. Ở bên kia thì hàng xóm đang xem khá là nhiều rồi các bác này. Ôi, có vẻ như là thấy cháu Lực không zoom được nữa các bác, nhưng mà không biết là các bác có để ý không cái cô mà mặc thấy là đỏ kia các bác, hình như là mẹ của các em sao ấy. Tôi thấy là có xuất hiện ở đây này, đúng không? Như kiểu là có mẹ của Hải ở trên hay sao ấy Hải ạ? Hải ạ, như kiểu có mẹ ở trên hay sao ấy. Đấy, mấy cái nào đồ nào mà dùng xong thì để ra kia rửa đi, không cho nó bị dính xi nhá. Còn là một tí nữa thì anh em mình lau lại chỗ kia một chút. Đeo ủng vào Hải nhá, không ăn chân đấy. Xi thì còn thêm là mấy bao, xi thì còn thêm còn dư lại 4 bao nữa các bác. Còn 4 bao dư lại 4 bao thì để mấy hôm nữa khi mà em Sử muốn dùng làm cái gì đó thì em Sử sẽ tự làm. Đây, Hải thì cũng chỉ phụ giúp được bác với lại anh là xúc cát với lại lấy nước thôi nhờ. Đến bây giờ thì là đến cái bước mà quan trọng của các bác này, nó bị phẳng hay không là do ở cái bước này nữa.
Này một tí có lấy xi rác rác ở trên một tí không anh? Nó bị trơn nhỉ? Này là một tí nữa là đừng để cho ai vào trong vội Hải nhá. Để mai nó cứng đã đừng cho vào nhá. Cái phần máy hiên này thì hiện tại là trên này là có bác này, nếu mà bị hớt ấy, là chỗ này nó bị hớt vào một chút, tại vì là nãy bây giờ nếu mà đi mua tôn về đóng quay vào cái này vào thì nó sẽ không có bị hớt vào trong nữa. Nhưng hôm nọ thì cháu Lực bảo là kệ cái cỏ này này có bác này để cho nó cao lên thì để làm cái hàng rào đấy, nhưng mà thời gian mà cháu Lực không có lên ấy, lại không có bảo ấy, ông lại cắt cụt hết đi rồi. Lau chỗ đằng chân của Hải thêm một tí là được rồi Hải ạ. Đây Hải, cho Hải leo một cái. Lau chỗ đằng chân này một tí là được rồi. Vừa rồi thì cũng vừa láng lại cái phần sân xong rồi các bác ạ. Hiện tại thì xi thì vẫn còn là 4 bao thì cháu Lực sẽ để lại, không đem đi trả nữa, sẽ cho em xử là em ấy muốn tự làm ra bên này thì em ấy sẽ tự làm các bác. Cái máy này thì bây giờ mình xong mình sẽ đem ra kia để mà rửa qua một chút các bác ạ. Này, bây giờ Hải đóng cái cửa lại nhá. Vâng. Đừng để cho con gì vào nhá. Vâng. Không mà nó tạo thành vết đấy. Vâng. Đây, Hải đóng cái cửa vào lại không đi. Thì cả con chó nữa nhá. Vâng. Để mai nó cứng rồi cho vào. Đấy, đẩy vào. Đấy rồi. Khóa cửa vào em. Đấy, chốt cửa vào. Ô Hải đi đóng cái cửa kia đã Hải ơi. Vậy, con chó tí vào trong này. Đó. Không, đây này, em từ từ đây vào này. Từ từ đây vào luôn, mở từ đây vào luôn. Đây từ đường này luôn này. Đây cái cửa kia. Vâng. Cái cửa kia kìa, để con chó vào. Đây về đây, đây cửa. Đi này này. Đấy, đi này này. Đóng cả cái cửa bên kia nữa. Vâng. Đấy, đóng cái cửa bên đấy. Được không? Vào được không? Không được ạ. Hả? Không được á? Thế thì tí vòng. Tí vòng là đường sau ấy. Vâng. Tí vòng là đường sau để đóng á. Chó nó không chui vào à? Bây giờ mà con gấu này mà đi vào ấy là tạo thành vết luôn. Anh Hải ơi. Không ơi, anh không xong. Ê. Đóng đi. Phần nào xong thì hiện tại đã phần nào xong thì hiện tại đã láng lại rồi cô bác nhé. Bây giờ thì nước là không có chảy được từ phía bên này vào đây thì chúng ta làm là cho nó cao hơn. Hãy lấy cái này ra bên kia rửa đi Hải. Để đa vào trong này. Che lại. Vậy sau khi ngày mai lên thì dọn dẹp xong thì nó sẽ đẹp lung linh cái ở cái phần sân luôn. Đây, phần bên này thì ông anh cũng đã rửa xong cái phần máy cày rồi. Bây giờ nói là máy cày thì sau khi mà đi làm ruộng các bác thì nó bị gì có một chỗ thì nó mới chỉ rất là nhanh. Nhưng mà không có bị ảnh hưởng gì cả, tại vì máy cày là người ta là thiết kế là nó chống nước rồi.
còn về cái phần xi của bác nhá, xi thì là cháu được mua là tổng là 8 bao xi, vì đã làm đi là 4 bao rồi, thì còn lại 4 bao nữa. Thì xi này thì cháu được mua giá là người ta nhân cho giá là 90.000 một bao. Cái này là mình mua lẻ, không phải mua theo tấn. Còn về công thợ đấy thì cháu được sẽ gửi cho là bố cháu được với lại anh là 1 triệu đồng. Thì cái phần đấy là phần là công thợ. Ở đây thì là thực sự ra để mà giỏi của, để mà làm cái về phần này giỏi thì là không có giỏi đâu bác, gọi là cũng chỉ biết làm thôi đấy. Nhưng mà hôm nay lên thì thực sự ra chỉ có mỗi em Hải là nhà thôi. Em Sử thì cháu được là bắt gặp ở chợ về rồi, bảo là em ấy về nhà đi đấy, nhưng mà xong thì lại vẫn chưa về. Lên mặc dù là không có em Sử nhưng mà cháu được vẫn sẽ là làm tới đâu thì cháu được sẽ ghi hình tới đấy. Và trong thời gian tới thì cháu được sẽ lâu lâu sẽ lên thăm các em thêm một lần. Và xin cảm ơn tất cả các bác trong thời gian qua đã đồng hành cùng cháu được giúp đỡ cho hai anh em Hải Sử. Đấy, rất là mong là sang năm sau thì em Hải sẽ học thật giỏi nhá. Vâng. Thật giỏi để đi vào trường cấp 3 nhá. Vâng. Đấy, trường cấp 3 có những cái gì mà không hiểu thì là có thể là điện cho anh và hỏi cho anh nhá. Vâng. Bây giờ thì điện thoại thì là anh em là có mỗi người có một cái rồi. Vâng. Đấy, khi mà có các cô bác anh chị gọi điện về thì cứ trả lời dạ vâng thưa chào bà. Vâng. Mọi khi là như là anh dạy nhá. Vâng. Đấy, còn là có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực không xin được là ghi hình tại đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.